giới thiệu với các bác chiếc kéo tỉa răm hàng Đài Loan nhé, em mới về nha, đẹp sắc lét. Đẹp long lanh, tức là có nhu cầu inbox em nhé. Bộ này của em gồm hai sản phẩm, một kéo tỉa móm nhọn dài và một kéo bầu. Đó. Khi mua hai sản phẩm thì các bác cũng sẽ được tặng một keo đấy ạ. Còn mua một sản phẩm thì không được tặng gì đâu ạ. Từ hai sản phẩm trở lên em sẽ tặng một hũ keo.